Tôi không hiểu nền bóng đá Việt Nam như thế nào, nhất là bóng đá nam. Bao nhiêu năm nay tôi chưa thấy vô địch. Tôi cũng không phải là một người đam mê bóng đá, nhưng vừa xem clip Việt Nam hình như có mời hay cái gì gì mà gọi mấy con chó Tây nổi tiếng nổi teo bộ đội bóng đá sang đây thi đấu giao hữu. Nồn mẹ chúng nó khinh người thế, nó khinh Việt Nam thế. Có cái anh phiên dịch bảo nó nói gì gì tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt Nam nào, tôi yêu Việt Nam à, đúng rồi, tôi yêu Việt Nam. Địt con mẹ nó, cái thằng da đen thâm như da dài bố, không cả trả lời, nó còn bí môi. Cái thằng dê cốt hay dê keo gì cao cao ấy, nó lại bảo tao không nói yêu Việt Nam. Địt mẹ nó, cái thằng bố mày. Tôi không hiểu mấy ông bầu bóng đá Việt Nam như thế nào để có cho tổ chức cái trận giao hữu hay là trận mời mấy con chó về. Một là nó gọi là khinh thường bóng đá Việt Nam, coi rẻ bóng đá Việt Nam, và nhất là gì, không tôn trọng con người Việt Nam. Kể cả sang đây không va bóng thì sang đất nước bố thì các bố nói thế thì các con phải chào. Đi mẹ mấy cái thằng Tây ba lô này, thâm mặt thâm như da dài bố. Đi mẹ chúng mày, đến là bố mày không có ở đấy đấy, bố có ở đấy kiểu lôn thì bố mày cũng nhổ nước bè nước bọt chưa hình răng một phát là mặt cái thằng da đen lùn lùn thâm như da dài bố. Mấy cái thằng trắng trắng mặt dài như mặt dài chó cao cao đấy, nó bảo không, tôi không yêu Việt Nam. Thằng bố mày, bố mày nói là bố mày là con người Việt Nam, đâm ra bố phải yêu nước bố. Mày sang đất nước bố, đang đi chân đất nước của bố thì mày phải nói theo con người Việt Nam bố. Dù đi mẹ mày trái tim mày không thích, nhưng đi mẹ mày anh em Việt Nam bố. Người phiên dịch nói bảo bạn hãy nói tôi yêu Việt Nam đi. Đi mẹ mày 5 6 con chó, nhất là cái thằng huấn luyện viên già già tóc bạc áo xanh xanh lôn mẹ mày, mày lại còn cười nhếch mép. Địt mẹ nói luôn nhá, mấy cái ông bầu Việt Nam, tôi nói thật các ông bình thường đó. Nếu tôi như các ông nhá, chúng nó tuổi cặt sang Việt Nam, cái nhất nhất cái thứ hai các ông còn trình độ già non kém lắm. Tôi mà được cầm đầu đội bóng nhá, kiểu đéo thì tôi cũng cho Việt Nam đi thi World Cup thế giới. Có phải không các bạn? Mấy ông Việt Nam lại fan hâm mộ, lại có cái thằng ở Thanh Hoa để chạy bộ lên tận sân bay đó, nó đi mẹ đó, nó có trả lời cái con cạc. Đi mẹ cái mấy thằng Tây mà thâm như da dài bố. Đi mẹ mấy ông nữa giao hữu kiểu cạc thì bố mày cũng đái vào mặt. Xuống đái vào cái chai ném nó vào mặt. Đi mẹ. Ai đồng ý với tôi đúng luận điệu này hãy like đi nhá. Mình là người Việt Nam mà phải nói tôi yêu Việt Nam đúng không?